kia chẳng phải thằng Phi Long sao? Phi Long! Đúng mày rồi này! Hải à, là tao đây! Đúng là mày rồi này! Nhìn mày khác quá, tí nữa là tao không nhận ra đấy! Còn mày thì vẫn vậy, vẫn như ngày xưa! Ở dưới này, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, có cái gì đâu mà khác! Quanh đây có quán nước nào không? Tao với mày ngồi nói chuyện tí! Ở đây không có đâu, phải đi mãi ra đầu làng mới có! Quán trà đá của cái Vân ấy! Hay là mày qua nhà tao đi, anh em mình nói chuyện! Mày rõ à? Nhà tao ngay bên này! Đi về nhà tao, pha ấm trà, rồi anh em mình ngồi uống nước nói chuyện! Đi! Đây, mày vào đi! Wow, bao nhiêu năm rồi, nhà mày vẫn thế nhỉ? Nhà tao thì không làm được, thế nhưng tao có điều bất ngờ dành cho mày đấy. Tuyền, cô ấy bây giờ là vợ tao. Anh Hải, đây là... Sao vậy? Mới có gần chục năm thôi mà em không nhận ra nó à? Không nghĩ là mày với Tuyền lại cưới nhau đấy. Mày cứ đi biền biệt như vậy, thành ra bọn tao có muốn báo cho mày cũng đành chịu. Cũng do công việc của tao hơi bận, mày thông cảm nhá. Chúc mừng hai bạn. Không sao, bạn bè với nhau tính toán làm cái gì? Ok em, sao lại đứng ngây ra đấy làm gì? Chào anh Long, lâu rồi không gặp. Chào em, lâu nay vẫn khỏe chứ? Mày thấy đấy, bọn tao đang rất ổn, không có gì ngoài sức khỏe. Vậy tốt quá rồi. Thôi được rồi, bây giờ đi vào trong nhà, tao pha ấm nước, hai đứa ngồi nói chuyện, chứ ai lại đứng ngoài này. Đi. Em cất cho anh. Đi. Cho anh cốc trà đá em ơi. À vâng, đây chờ em tí. Anh Hải à, của anh đây. Anh Sim, đợt này quán đông khách không cô? Cũng túc tắc anh ạ. À, mà em có tí chuyện muốn hỏi anh. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi đi. Em nghe nói anh Long mới về đúng không anh? Đúng vậy, hôm qua nó vừa ở nhà anh xong. Tuyệt vời. Em bảo, anh ấy đang làm trên Hà Nội đúng không anh? Thế anh ấy đã có vợ chưa? Có khác trước nhiều không? Có đẹp trai như trước không? Rồi ạ, cô hỏi nhiều như thế, tôi biết đằng nào mà trả lời. Thế thì anh trả lời câu quan trọng nhất đi. Câu nào? Anh Long vẫn còn cô đơn đúng không ạ? Nó vẫn chưa lấy vợ. Thế thì hay quá. Anh ấy vẫn ở nhà cũ đúng không anh? Này, nãy giờ là tôi thấy hơi nghi nghi rồi đấy nha. Cô lại có ý đồ gì rồi đúng không? Không, anh này, ý đồ gì đâu. Chẳng qua là lâu lắm anh ấy mới về, nên là em muốn hỏi thăm tí thôi. Cô yêu thằng Phi Long đúng không? Tưởng tôi không biết à? Này, tôi nói cho cô biết, cô nên bỏ cái ý định đấy đi. Thằng Long bạn tôi á, nó là trai tân đấy. Còn cô thì sao? Em thì thế nào? Còn thế nào nữa? Cô hai đời chồng rồi đấy cô ạ. Như thế thì có làm sao đâu. Giờ em vẫn đang một mình đây thôi. Đúng. Đúng là cô đang một mình. Chỉ là tôi thấy cô không xứng đáng với nó thôi. Xứng đáng hay không anh nói mà được chắc. Thì tôi là bạn thân của nó. Tôi thấy sao tôi nói vậy thôi. Thế anh nghĩ ai mới xứng đáng với bạn của anh? Vợ của anh à? Này, vợ tôi thì liên quan gì? Đừng có lôi cô ấy vào đây. Chẳng phải năm xưa anh Long với chị Tuyền yêu nhau thắm thiết còn gì? Chẳng qua ấy cũng chỉ là người đến sau thôi. Này, cô ăn nói cho nó cẩn thận nhá. Chuyện nó đã qua lâu rồi, đừng có nhắc lại nữa. Nếu không, cô đừng có trách tôi. Anh định làm gì tôi? Anh nóng lên làm cái gì? Theo như tôi thấy, nhiều năm rồi chị Tuyền vẫn hay hỏi thăm tin tức của anh Long, thì chắc chắn chị Tuyền vẫn chưa quên được anh Long. Cho nên là anh giữ vợ anh cho tốt đi, đừng có quan tâm đến chuyện của em với anh Long. Này, cô im mồm đi. Tôi cấm cô được nói xấu vợ tôi đấy. Kìa, tôi nói xấu gì đâu. Tôi chỉ đang phân tích cho anh hiểu thôi mà. Cô đừng có tưởng tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Vợ tôi như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Cô bớt chia rẽ đi. Thân mình còn chưa lo xong, bày đặt lo chuyện thiên hạ. Vô khỉ.
Ơ Tuyền. Ê, thằng Hải đâu? Sao lại để em làm việc nặng thế này? Em làm được mà, cứ để em. Để anh giúp em. Em cảm ơn anh nhá. Không có gì. Mà hôm nay anh không đi đâu ạ? À, anh đang đi lênh quanh để thăm bà con ấy mà. Cũng đúng, lâu lắm rồi mới về quê mà. Thế Hải đâu? Nó không đi làm cùng em à? Em cũng không biết nữa. Anh ấy đi cả sáng rồi, đã thấy về đâu. Cái thằng này, làm cái gì thì làm, sao lại để vợ vất vả thế chứ? Anh ấy bình thường cũng quan tâm em lắm. Chắc là hôm nay anh ấy bận gì thôi. Nếu được như vậy thì anh còn yên tâm. Vâng, mà anh cũng đâu còn ít tuổi nữa, tính chuyện lập gia đình đi thôi. Anh cũng định vậy, thế nhưng mà mấy năm nay bận quá, thành ra là chả có thời gian tìm hiểu ai cả. Vậy bây giờ anh làm gì trên Hà Nội? Cuộc sống có ổn không ạ? Cuộc sống của anh thì cũng tốt hơn trước. Vậy thì chúc mừng anh nhá. À, mà anh nhớ là ngày xưa em với Hải không ưa nhau mà. Sao bây giờ lại... Em cũng là phụ nữ mà. Đến độ tuổi nào đó cũng phải tìm người phù hợp với mình chứ. Dù sao em thấy anh Hải cũng đối xử rất tốt với em. Nên là... Em nói cũng phải. Chắc tại anh không để ý thời gian. Vậy em mới bảo anh nên tính chuyện lập gia đình đi thôi. Tuyền này, chuyện ngày xưa... Chuyện này em đã quên lâu rồi, anh không cần nhắc lại nữa đâu. Dù sao cũng qua lâu rồi. Bây giờ nếu như em có khó khăn gì, em cứ bảo anh. Anh giúp được, anh nhất định sẽ giúp. Tạm thời thì chưa. Em thấy cuộc sống như thế này là ổn lắm rồi. Đi thôi. Hôm nay Tuyền đi ra đồng bẻ ngô mà mình lại quên mất. Phải đi giúp cô ấy một tay mới được. Em là Vân đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Anh đi đâu đấy? Anh đi vào đây uống nước đã à? Anh ngồi xuống đi anh. Cho anh cốc trà đá nhé. Dạ vâng, anh chờ em một tí nhé. Dạ đây, em mời anh ạ. À không, anh uống trà đá. Anh sao đây? Trà đá có vị gì đâu mà anh uống. Anh uống đi, em mời anh. Anh không uống mấy loại nước này. Cảm ơn em. Dạ vâng, anh chờ em một lát nhé. Của anh đây ạ. Anh cảm ơn. Bao nhiêu năm không gặp, em cứ tưởng anh Long quên em rồi chứ. Ai ngờ anh Long cũng còn nhớ em. Chúng ta là người làng mà, lại còn lớn lên cùng nhau nữa. Dạ vâng. Anh cho em xin số điện thoại của anh được không ạ? Anh nghĩ không cần đâu. Em có chồng rồi, anh sợ chồng em hiểu nhầm. Anh này, anh vô tâm thật đấy. Em ly dị chồng cách đây mấy tháng rồi cô. Hóa ra là như vậy. Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của em. Buồn vui gì anh? Người này đi thì người khác đến. Biết đâu sau khi ly dị em lại tìm được người tốt hơn anh ta thì sao? Em nói cũng phải. Dạ vâng. Thế thì anh cho em xin số điện thoại của anh đi. Vậy thì không cần đâu. Anh loanh quanh vẫn ở làng mà. Mà thôi, anh về đây. Ôi, anh Long. Anh đã uống hết cốc nước đâu mà anh về. Anh có việc bận, anh phải về trước. Anh gửi tiền nước. Thôi, không cần đâu. Em mời anh mà tiền nong cái gì. Em bán ngày lãi được bao nhiêu đâu. Em nhận đi, nhá. Ôi, đây là anh Long. Anh cứ thế mà đi thật à? Người chỉ đâu mà vô tình thế không biết. Bao nhiêu năm rồi mà không thay đổi gì cả. Đáng yêu. Hôm nay anh không đi đâu à? Đi đâu là đi đâu. Không phải anh Long về rồi đấy à?
Thế thì liên quan gì đến nhà mình chứ? Anh sao thế? Không phải anh với anh Long chơi rất thân với nhau đấy à? Anh là bạn thân của nó, anh còn không buồn nhắc đến. Em cũng chỉ là người yêu cũ thôi, cứ suốt ngày mở mồm ra là Long Long làm cái gì? Anh Hải, hôm nay anh bị sao thế? Chả làm sao cả, em đi vào nấu cơm đi. Hôm nay anh ấy bị sao thế nhở? Hải, mày đi đâu đây? Tao đi lượn tí thôi, còn mày? Tao đang định sang nhà mày chơi. Mày về cũng lâu rồi đấy nhỉ? Thế mày có định lên Hà Nội nữa không? Có chứ, công việc của tao chủ yếu ở trên đấy mà. Vậy mày về đây làm gì mà lâu thế? Hôm nay mày có chuyện gì à? Tao thấy mày khác thế. Mày hỏi y hệt con vợ tao ấy. Tao chả làm sao cả. Mới cả Tuyển nó không có nhà đâu. Mày về đi. Hải ấy, mày bị làm sao ấy nhỉ? Ô, anh Hải, sao giờ này không ở nhà ăn cơm đi, để con ra đường uống trà đá thế? Việc của cô à? Cho tôi cốc trà đá đi. Đây, của anh đây. Cô lại cần cái gì đấy? Hôm nào thì anh Long đi thế anh? Cô đi mà hỏi nó, sao cô lại hỏi tôi? Ô, anh Hải này lạ thật đấy. Thế không phải anh là bạn thân nhất của anh Long? Hơn nữa, vợ anh còn là người yêu cũ của anh Long à? Ý cô là sao? Anh nghĩ mình là ai đấy? Thôi bỏ đi, tôi đang có việc muốn nhờ anh giúp, không muốn căng thẳng nữa. Tôi việc gì mà phải giúp cô chứ? Có lợi cả cho anh mà, yên tâm đi. Như thế nào? Cô nói tôi nghe thử xem. Lại đây. Lại đây. Này có chuyện gì mà mày hẹn tao đến đây đấy? Mày cứ bình tĩnh, khách sắp đến rồi đấy. Anh Long, anh đến rồi à? Đây là Vân, chắc là mày vẫn nhớ đúng không? Tao thấy mày với cô ấy cũng đẹp đôi đấy. Hôm nay tao dày mặt là mong mai sẽ duyên cho mày với cô ấy. Mày thấy sao? Mày gọi tao đến đây vì chuyện này à? Thế chẳng phải tao là bạn thân của mày à? Tao cũng nên giúp đỡ mày chứ, đúng không? Đây là chuyện chung thân đại sự của tao, ít ra mày phải bàn với tao trước chứ. Anh Long, anh đừng hiểu tình cảm của em với anh mà. Chẳng qua là anh Hải chỉ muốn giúp chúng ta thôi. Xin lỗi cô, tôi không có tình cảm với cô. Ồ. Cô đừng nhắc đến nữa. Ơ kìa, tao thấy Vân tốt mà. Mày thử cân nhắc lại xem sao. Tao với Vân không hợp, không có tình cảm, sao mà lấy nhau được mày? Không có tình cảm với tôi á? Thế thì anh có tình cảm với ai? Vợ anh Hải à? Cô ăn nói cho cẩn thận. Cẩn thận con khỉ gì? Tôi đã phải hạ mình để ý anh, mà anh 5 lần 7 lần làm tôi mất mặt. Anh nghĩ mình là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô đừng bôi nhọ danh dự của tôi và Tuyền. Đấy anh Hải xem, mở mồm ra là Tuyền này Tuyền nọ, tôi nói có sai đâu. Cô quá đáng nó vừa thôi. Đúng là ngày xưa mày với Tuyền yêu nhau thật, thế nhưng mà mày lại bỏ cô ấy để đi lập nghiệp. Bây giờ cô ấy đã là vợ của tao rồi, mày nên hiểu rõ điều đó chứ. Mày nghĩ tao là loại người đấy à? Nếu không phải như vậy, sao suốt ngày mày cứ tìm cách để cuốn lấy vợ tao làm gì? Anh Hải, anh đang nói cái gì đấy? Nói gì à? Chẳng phải tôi đã thấy cô đi cùng nó, còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ à? Đúng rồi, tôi cũng nhìn thấy. Anh ta còn sang nhà tìm chị Tuyền khi anh Hải không có nhà đấy. Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay, đừng có ở đây nói bậy bạ nữa. Sao? Tôi nói đúng nên thẹn quá hóa giận, muốn bịt mồm tôi lại à? Vân, cô có thể nói tôi, nhưng cô không được phép bôi nhọ danh dự của Tuyền. Cô ấy là người đã có gia đình rồi. Tôi thấy sao thì tôi nói thế, việc gì anh phải dễ nảy lên, sót cho tình cũ à? Đủ rồi đấy, ầm ĩ nó vừa thôi. Hải, thật sự là mày nghĩ tao là loại người đấy à? Vậy tao hỏi mày, mày cứ tìm vợ tao để làm gì?
anh ấy không tìm em, chẳng qua là tình cờ gặp thôi. Tình cờ? Tình cờ mà nói chuyện với nhau vui vẻ như thế à? Cô tưởng tôi bị ngu à? Thế anh có biết bọn em nói chuyện gì không? Tôi cũng đang muốn biết đây. Anh có biết anh Long là gì không? Anh Long là chủ tịch tập đoàn ABA đấy. Anh ấy về đây để khảo sát, đầu tư dự án. Tiện thể muốn giúp đỡ anh để anh vượt qua khó khăn. Anh ấy chưa muốn nói trước với anh, là muốn đợi đến sinh nhật anh để tạo cho anh một bất ngờ. Vậy mà anh... Em nói thật à? Hải, tao tình cờ gặp Tuyền một lần trên đường. Thấy cô ấy chở đồ nặng, tao tiện tay giúp cô ấy. Hôm qua tao định sang tìm mày nói chuyện. Tuyền có nhắc tao là sắp đến sinh nhật mày, nên là tao... Nhưng mà thôi, chuyện này không còn ý nghĩa gì nữa. Mày làm tao thất vọng quá. Ảo thế nhỉ? Chủ tịch á? Cô còn không đi đi, còn đứng đấy làm gì? Đây là chuyện nhà tôi, liên quan gì đến cô? Không thấy mình vô duyên à? Anh Hải, tôi sống tận tâm với anh từng ấy năm mà vẫn không đánh đổi được sự tin tưởng của anh à? Anh xin lỗi. Xin lỗi á? Người anh cần xin lỗi không chỉ có tôi đâu. Thank you.